Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà Phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay, ngày 18 tây tháng 9 năm 2022, trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10, trang nhà Lido Saigon TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Youtube và Facebook. Ngày hôm nay thì đặc biệt là Lê Thái và Như Huyền gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Hôm nay đẹp quá! cảm ơn lê thái chào ừ. lê thái lê thái hôm nay cũng nhìn cũng rất là bánh trai. À, bánh trai và đẹp thưa quý vị mà lúc nào lê thái cũng vậy rồi khi nào yeah. quý vị nào mà ở cali vừa rồi mà ở quay à, tết trung thu ở phước lộc Thọ lê thái mặc cái bộ đồ rất là đẹp rất là cái 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 áo mà nó bóng giống như là, là đại gia <laughs> <laughs> chị nói mà chỉ nhấn ra mà cái áo mà nó bóng nó nói cái áo mà bóng như gì vậy như là sự, gia việt nam vậy à, nó đúng ra thì à, mặc cái bộ đồ đó năm nào lấy thác cũng mặc đồ cũ cả năm vừa rồi á năm nay thì nó nay là, đẹp à, thì, em 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 không lên khó quá, quá thưa đó. quý vị khó tính quá thì đài phải may cái mới luôn Dạ sợ, quý vị thấy không? Được cái nước nào có là đè em mình đúng không? Nhưng mà quý vị cũng xem chương trình Trung Thu cũng rất là vui không quý vị ha? Hôm qua Lê Thái với nhiều cũng nhắc đến Trung Thu và hôm nay cũng nhắc đến nữa Giống như là cái 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 dư âm nó làm cho chị Như Huyền giống như ấn tượng như Ấn tượng không mà tình, ấn tượng là lần đầu tiên rất là honor được để làm việc với Lê Thái Thưa dạ, quý vị, rất hai chị. chị em làm việc rất là vui và làm việc với Lê Thái rất là enjoyable Thưa quý vị, và cảm rất cảm là chị. fun nhé. luôn dạ cảm ơn chị ừ. Như Huyền. kính à, thưa quý vị à, trong chương trình cà phê sáng như Huyền và Lê Thái vẫn gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quen thuộc xung quanh chúng ta. À, Thông tin đầu tiên thì uh, Lê Thái gửi đến quý vị là một thông tin về một cái con kangaroo thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết thì uh, kangaroo là một trong những cái con người ta gọi là chuột túi mà nó nổi tiếng ở đất nước Australia, uh, Úc đại lợi thưa quý vị. Uh, thoạt đầu thì chúng ta nghe loài kangaroo thì chúng ta thấy là với một cái hình dáng rất là dễ thương, gần gũi. Nhưng thật sự nếu như mà chúng ta mà tiếp xúc với những cái con kangaroo mà ở ngoài tự nhiên thiên nhiên hoang dã lắm. Thì nếu như chúng ta không giữ khoảng cách thì nó là một trong những cái mối nguy hiểm đe dọa chúng ta. À, và thưa quý vị, truyền thông của Úc đại lợi vào ngày 13 tháng 9 vừa qua đã mà loan tin một người đàn ông 77 tuổi thưa quý vị, sinh sống tại khu vực của miền tây của nước Úc đã phải thiệt mạng sau khi mà ông bị một cái con kangaroo nó tấn công. Và đây là một trong những cái vụ tấn công gây tử vong đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia này kể từ năm 1936 và cảnh sát ở úc đại lợi cho biết rằng chiều ngày 11 tháng 7, 11 tháng 9 thưa quý vị một người thân đã phát hiện nạn nhân trong tình trạng là bị thương rất là nặng và tại một cái con nông trại ở thị trấn redmond cách thành phố Perth là khoảng là 400 km về phía đông nam và cảnh sát cho rằng là người đàn ông này đã bị một cái con kangaroo tấn công cùng ngày và con vật này cũng cản trở các nhân viên y tế không cho cảnh sát và nhân viên y tế tiếp cận nạn nhân dẫn người này dẫn đến việc mà cái người đàn ông này bị tử vong bởi vì không được cấp cứu kịp thời. À, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ người ta đã phải bắn chết cái con này thưa quý vị. Và người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết rằng là cái con này nó bị bắn hạ vì nó liên tục nó gây ảnh hưởng đến cái người đàn ông và những người cứu cấp khẩn cấp và các sĩ quan cảnh sát. Và đây là một cái con kangaroo hoang dã được cái nạn nhân là chính là cái người đàn ông bị mất đó Nuôi làm thú cưng từ nhỏ đến lớn Nhưng người ta không hiểu lý do tại sao mà nó lại tấn công cái người đàn ông này đến chết Và con kangaroo trên được xác định là thuộc loài chuột túi lông xám Sinh, uh, sinh sống phổ biến tại khu vực Albany miền Tây của nước Úc và khi mà trưởng thành thì con kangaroo này có thể là đạt trọng lượng lên tới hơn 70 kg và chiều cao lên tới là 2m23 có nghĩa là đến tầng 223 cm đó quý vị và wow. tính từ đuôi và có thể trở nên là khá hung dữ nếu như mà trong cái mùa mà nó động dục và vụ kangaroo tấn công người đến tử vong gần nhất tại úc xảy ra từ hơn 85 năm trước thưa quý vị và ở khu vực phía đông nam của bang new south wales và khi đó thì một người đàn ông 38 tuổi đã bị kangaroo nó tấn công khi cố gắng giải cứu hai con chó của mình và người này đã tử vong do chấn thương rất là nghiêm trọng ở phần đầu và trên màn ảnh thì quý vị xem đây là hình ảnh cái cậu bé cũng đã bị con kangaroo nó tấn công uh. À, rất là rất là đau thương thưa quý vị tại vì nó có cái móng rất là dài và nó đi đến đâu là tày sát đến đó và đứt da đứt thịt đến đó đây là một người đàn ông ở trên màn ảnh quý vị cũng xem đây là một cái người đàn ông cũng bị con gan đau tấn công ở trên khuôn mặt nè đây kéo lên chút xíu. thường thường nhìn nó rất là, là dễ hiền nhưng mà, mà thật sự là ngờ, nó không phải vậy thưa dự. quý vị đây là một người đàn ông cũng bị tấn công bởi kangaroo và ừ. đây là một người phụ nữ cũng bị tấn công bởi con kangaroo ở ngoài đường uh, okay. đây là một cái hồi chuông mà chúng ta cũng phải nên để ý khi mà chúng ta tiếp xúc những cái con động vật hoang dã ừ. hoặc là nuôi trong nhà từ nhỏ lớn thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận bởi vì chúng ta không biết là tính tình của nó thất thường như thế nào. <laughs> lúc nó vui lúc nó buồn thế nào mình đâu có biết được phải không thưa quý vị Thì đúng rồi người nhà kia mà còn nóng lạnh bất thất thường nữa còn bị cắn bất cứ lúc nào muốn ngồi làm việc với Lê Thái còn chưa biết được lúc nào nữa thưa quý vị Ủa, là nóng. sao <laughs> mà chị công thôi. nhận là chị làm việc với Lê Thái vui không vui, vui thưa, thưa, thưa dễ thương quý vị. không đó là nói về cái vấn đề vui hay không thôi hiền rất không? là dễ thương và rất là hiền thưa quý vị <laughs> mà không kể <laughs> như Lê Thái nữa mà còn anh trí chú trí à, làm việc ở trong phòng thưa phải thưa nhắc cái tên cho bằng được trí mới được vậy nhắc trí cảm ơn Lê Thái và bạn tin kế tiếp. Đó là một trong những cái bản tin như đưa tới là rất vui cho những người phụ nữ của chúng ta. Như quý vị cũng biết rằng cái bệnh ung thư vú là cái bệnh ở, uh, xảy ra tử vong thứ hai ở nước Anh và rất là phổ biến thưa quý vị. Thì hiện tại họ có họ đã phát biệt ra phát hiện ra là và design ra một cái thiết bị là có thể hàng ngày mình có thể kiểm tra được cái uh, cái ngực của mình nếu mà nó bị ung thư hay là không thì đây là cái 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 device ngay đây thưa quý vị là cái cô gái này ở trong cái này và cái device như cho quý vị xem dưới này thì họ ghi họ bỏ rõ ràng hơn thay vì mỗi ngày mình phải tự kiểm tra quý vị đi hay làm uh, đi bác sĩ thì bác sĩ cũng nói về mình phải tự kiểm tra mà, mà mỗi buổi tối nhỡ mà cái ngực mình nó có cái gì khác thường hay là không thì ở đây một cái thiết bị hỗ trợ phát hiện ung thư vú đã được giải thưởng james dyson ở vương quốc anh và nó nhằm mục đích để giúp phụ nữ tự kiểm tra ở nhà và theo dõi những cái thay đổi nào ở trên cái cơ thể của mình và các chuyên gia y tế đã hoan nghênh cái phát minh này và họ khuyên nhủ chúng ta phải sử dụng à, như không biết rằng là đã đưa qua nước Mỹ hay chưa nhưng mà ở nước Anh là đã được phát hành và đã nhiều người sử dụng rồi thưa quý vị. Và thường thường là ung thư vú. Nếu mà quý vị nào mình phát hiện ra sớm ở giai đoạn 1 thì cái tỷ lệ sống sót là khoảng 95% nhưng mà từng cái giai đoạn mà nó hạ xuống thì nó cậu giảm đi 25% nếu mà dạy mình phát hiện ra sớm thì chữa nhẹ nhàng hơn và rất là dễ hơn rất là nhiều thưa quý vị hơn là để lâu và cái quan trọng là người phụ nữ cũng phải đi kiểm tra hàng năm thường xuyên đó là cái điều quan trọng quan trọng đi kiểm tra ngực đi chụp x-ray và hàng hàng tuần phải đi tới bác sĩ chứ không phải có cái device này rồi là mình ở nhà hay không mỗi tháng một lần thì cái sóng âm này được sử dụng để ghi lại cái thành phần mô và có bất kỳ thay đổi hoặc bất thường nào ở trong cái cơ thể thì họ thì cái device này nó sẽ báo và biết liền ngay thì chúng ta có thể đi tới bác sĩ để chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ sống sót à, thường thường là kéo dài khoảng 95% nếu ở giai đoạn 1 và hàng năm có cứ nó có 11.500 ca tử vong do ung thư vú ở anh và chỉ 1% trường hợp là ở nam giới. Quý vị cũng thấy là nam giới bị ung thư vú rất là ít, có 1% thôi. Nhưng mà ở ở người nữ của mình bị rất là nhiều nên uh, quý vị những cái độ tuổi từ 18 tới 35 cũng nên kiểm tra ngực thường xuyên và nhất là từ 40 trở lên phải nên đi kiểm tra ngực thường xuyên thưa quý vị. Nếu có cái cái gì mà xảy ra hoặc họ thấy một cái cục nhỏ nào thôi, nếu mà kiếm ra được ở giai đoạn 1 và là giai đoạn 0 thì rất là dễ để mà chữa trị. Dạ vâng và thưa quý vị, uh, theo một cái tờ New York hôm mấy ngày vừa qua, thưa quý vị, thì một chú cá sấu tên là Wally Gator, 7 tuổi, đang dẫn đầu trong một cái cuộc thi thú cưng được yêu thích nhất trên thế giới và ở động vật hoang dã ở Mỹ. Và cuộc thi có thực sự tham gia của nhiều loài động vật với đủ mọi kích thước. Và Wally Gator là một cái chú cá sấu hỗ trợ cảm xúc được cấp phép và thuộc sở hữu của một tổ chức giải cứu bò sát của Hoa Kỳ. Và chú cá sấu này có trang TikTok riêng với hơn là 68.100 người theo dõi. Và những cái video mà quý vị muốn xem về cái con cá sấu Wally Gator này được đăng trên TikTok từ tháng 4 năm 2022. Trong đó thì thấy những cái hình ảnh của con chú cá sấu này được dắt đi dạo như là con chó cưng, bơi lội cùng con người và cho người khác ôm. Và theo trên hồ sơ của website cuộc thi thì cái con mà Wally Gator này là một cái con vật được hỗ trợ cảm xúc cho một trong những người chủ của nó. Đây là một cái người đàn ông đang điều trị bệnh ung thư thưa quý vị. Và trong thư thì giải thích rằng là vì lý do vì sao mà Wally Gator thắng giải và vị chủ nhân này cho biết rằng là chú cá sấu này là loài vật tuyệt vời và rất là hiền có thể cảm nhận được cảm xúc của ông và cho phép uh, cho phép những cái người khác có thể ôm và nũng nịu cưng chiều nó giống như là chủ của nó vậy uh, đây là một lần đầu tiên lại thấy thấy là một cái con cá sấu một loài động vật hoang dã mà trở thành giải nhất của một thi thu, uh, cuộc thi thú cưng rất là khó đúng không? không như đưa cho chị chị dám rờ không? Không, nhìn là có sợ Mà chị thấy mấy tấm hình này rồi. người ta rờ, người ta đâu có dám đúc tay vô đâu người ta rờ đúng không? Người ta đứng xa xa thôi. <laughs> không ai dám hết. Không dám, dạ, chỉ có đó ông đó chủ mới cũng... dám này đúng không? <laughs> dạ. vâng và kính quý vị bản tin vừa rồi, rồi kết thúc phần một cà phê sáng của tuần nhiều và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng ta sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đây.